Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ngày 23 tháng 9, Trung Quốc và Cộng hòa Dominica. Vòng loại Olympic Thế giới 2024. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc sẽ chạm trán Cộng hòa Dominica ở khung khổ lượt trận thứ 6 vòng loại Olympic Paris 2024 vào lúc 18h30 phút hôm nay 23 tháng 9. Ở ngày thi đấu hôm qua, cả hai đều đã có những màn trình diễn gây sốc. Trong khi chủ nhà Trung Quốc dù dẫn trước 2-0 nhưng lại để Hà Lan ngược dòng ngoạn mục và đành chấp nhận thất bại 2-3 chung cuộc trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn cổ động viên. Thì trái lại, phía bên kia sân, Cộng hòa Dominica lại tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải khi đánh bại đương kim vô địch bóng chuyền nữ thế giới Serbia với tỷ số 3-1. Nói về trận đấu chiều nay giữa hai đội, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên sau hai trận thua sốc liên tiếp trước Canada và Hà Lan, tinh thần của các tuyển thủ nữ Trung Quốc chắc chắn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Cai Bin ra sân với áp lực rất lớn. Đây sẽ là điểm yếu mà tuyển nữ Cộng hòa Dominica có thể khai thác. Hai trận thua cay đắng đã đẩy Trung Quốc xuống vị trí thứ tư bảng A, tuy nhiên khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu chỉ là một điểm. Nếu muốn nắm quyền tự quyết trong tay thì Trung Quốc buộc phải thắng Cộng hòa Dominica và Serbia ở hai lượt đấu cuối. Hy vọng Trung Quốc có thể lấy lại danh dự của đội bóng số 1 châu Á trong trận đấu sắp tới.